Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Châu Tuấn Vĩ, nam phụ vô tình nhặt được tổng tài, 20 tuổi đính hôn, kết hôn ở tuổi 22. Sau khi web drama Bất Cần nhận được tổng tài phát sóng, thì ngoài sự quan tâm đến nam nữ chính Triệu Lộ Tư và Lưu Đạc, khán giả lại khá chú ý đến nam diễn viên đảm nhận vai nam phụ An Sinh. Vai nam phụ An Sinh, anh trai nuôi của nữ chính, vừa đẹp trai tài giỏi, còn hết lòng quan tâm cô em gái nuôi Cố An Tâm, do nam diễn viên Châu Tuấn Vĩ đảm nhận. Ngay từ khi phim lên sóng, nhân vật nam phụ tốt bụng này đã khiến chị em chú ý vì gương mặt quá mức điển trai này. Tuy nhiên, nam thần vạn người mê này lại từng công khai kết hôn ở tuổi 22, ngay khi vừa mới bước chân vào làng giải trí. Bên cạnh những hình ảnh đẹp như mơ, câu nói siêu ngôn tình của Châu Tuấn Vĩ khiến fan girl đổ rúi rụi và nhận về đến 1 triệu like. Vì sao phải kết hôn sớm đến vậy? Chính là vì muốn giữ người con gái ấy luôn ở bên mình. Châu Tuấn Vĩ sinh ngày 16 tháng 11 năm 1995, sở hữu chiều cao 1m84, là ca sĩ kiêm diễn viên của Trung Quốc. Anh gây chú ý bởi tham gia nhiều show truyền hình giải trí và đảm nhận vai nam phụ trong nhiều bộ phim như Gửi Tới Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Loli Mỹ Nhân Sát và nhiều bộ phim khác. Khán giả cũng dễ dàng nhận ra anh là Lâm Trực Tồn trong web drama Gửi Tới Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta do Lâm Nhất và Hình Phi diễn chính. Thời điểm phim phát sóng, dù chỉ là vai phụ, nhưng Châu Tuấn Vĩ thực sự là cố vị dịch ngoài đời thực với thành tích xuất chúng. Châu Tuấn Vĩ tốt nghiệp chuyên ngành xã hội và tâm lý học, Đại học McGill danh tiếng, ngôi trường được mệnh danh là Harvard của Canada. Không chỉ có vẻ ngoài hút mắt với chiều cao 1m84 và học vấn khủng, tài năng nghệ thuật của Châu Tuấn Vĩ cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Châu Tuấn Vĩ thành thạo cả dương cầm lẫn vĩ cầm, ngoài ra còn sở hữu chất giọng khá hay. Năm 2018, Châu Tuấn Vĩ chính thức ra mắt với vai trò một ca sĩ trong chương trình Vô Hạn Ca Dao Quý. Trước đó, Châu Tuấn Vĩ từng tham gia talk show Hùng Biện Thế Giới Nghe Tôi Nói của Đài Truyền Hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào năm 2017. Trong năm 2019, Châu Tuấn Vĩ tiếp tục tham gia làm khách mời bình luận cho show Hẹn Hò, Mộng Luyến Không Gian, làm MC họp báo ra mắt mùa thứ 5 của show Minh Tinh Đại Trinh Thám. Năm 2020, Châu Tuấn Vĩ tiếp tục gây ấn tượng khi xuất hiện với vai Nhược Ngọc trong Loli Mỹ Nhân Sát. Sở hữu tài hoa hơn người, Châu Tuấn Vĩ còn được yêu thích bởi sự chân thành. Năm 18 tuổi, Châu Tuấn Vĩ công khai người yêu và cũng là mối tình đầu. Em vừa xuất hiện thì những người khác chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. 20 tuổi quyết định đính hôn và 22 tuổi, vừa đổi tuổi kết hôn theo pháp luật, Châu Tuấn Vĩ chính thức kết hôn. Theo thông tin, bà xã của Châu Tuấn Vĩ là bạn học cùng lớp, sở hữu nhan sắc và thành tích học tập khủng không hề kém cạnh chồng. Lập gia đình ở độ tuổi còn khá trẻ, nhưng Châu Tuấn Vĩ hoàn toàn tự tin với quyết định của mình. Châu Tuấn Vĩ chưa bao giờ che giấu mình đã kết hôn, bằng chứng là anh luôn đeo nhẫn cưới trên tay mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thậm chí còn nhiều lần mượn sóng truyền hình và mạng xã hội để bày tỏ với vợ. Tuy nhiên anh chàng cũng khá kín tiếng về danh tính nửa kia của mình, nên đến hiện tại vẫn không có thông tin chi tiết nào được tiết lộ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.